chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ bí mật về vận trình của tuổi Canh Tý sinh 1960. Trong tháng 9 âm lịch 2024, hết cơn bí cực tới hồi Thái Lai. Ăn ở phúc phận, trời thương Phật độ, số mệnh giàu sang phú quý, ôm về 100 tỷ gửi tiết kiệm, an nhàn hưởng phúc. Người tuổi Canh Tý sinh 1960 thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, tức đất trên vách. Người tuổi Canh Tý sinh 1960 là người trung thực, thẳng thắn và lạc quan. Họ sẽ không bị trầm cảm cho dù tình hình có khủng khiếp đến mức nào. Họ có một phản ứng nhanh chóng và khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ. Họ đối xử tử tế với mọi người xung quanh, nhưng hầu hết những người tuổi Canh Tý đều tự cho mình là trung tâm. Họ luôn nghĩ về bản thân mình trước tiên, họ thiếu kiên nhẫn hay nghi ngờ. Những người tuổi Canh Tý có ý chí tự lập, mạnh mẽ và suy nghĩ trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, họ thường tự lập nghiệp từ sớm để không còn phải phụ thuộc vào cha mẹ. Nhờ vào điều này, họ nhanh chóng có được cuộc sống an cư, lạc nghiệp. Vì luôn tò mò với thế giới xung quanh, người tuổi Canh Tý thích dành thời gian để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới lạ. Khi giao tiếp với mọi người, tuổi Canh Tý luôn tỏ ra khôn khéo và lịch thiệp, nên họ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Hơn thế nữa, người tuổi Canh Tý rất tốt bụng và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nếu chăm chỉ hành thiện, tích đức thì họ sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng trong những năm tháng cuối đời. Nhược điểm của những người tuổi Canh Tý là đề cao lòng tự trọng đến mức bảo thủ, cố chấp. Đối với họ, danh dự và phẩm chất của bản thân là thứ mà người khác không bao giờ được xâm phạm. Họ sẵn sàng tranh đấu để bảo vệ cái tôi và ý kiến cá nhân đến cùng. Nếu không biết sửa đổi tính xấu này, tuổi Canh Tý có thể mắc những sai lầm nghiêm trọng trong tương lai. Những người tuổi Canh Tý có một may mắn khá lớn trong sự nghiệp. Sau tuổi trung niên, họ có thể dễ dàng trở thành một người quản lý. Vị trí của họ có thể tương đối cao. Họ có thể là một nhà quản lý trong lĩnh vực chính trị hoặc quân sự. Nếu họ không thể trở thành người quản lý, thì tiền lương cũng sẽ tăng rất lớn. Nhưng hãy nhớ rằng, họ phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất để đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi Canh Tý cũng có một may mắn là họ có thể dễ dàng nắm bắt thông tin trên thị trường. Vì vậy, thật dễ dàng để họ kiếm được nhiều tiền trong đầu tư. Người tuổi Canh Tý cũng có thể kiếm được một số tiền rất lớn một cách dễ dàng nếu họ bắt đầu kinh doanh riêng, nhưng họ nên kiên nhẫn đầu tư hoặc kinh doanh. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh, thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhầm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhầm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Vậy người tuổi Canh Tý sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Canh Tý sinh tháng Giêng. Tháng Giêng là tiết tân xuân, vì thế người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này được hưởng lộc phúc của trời ban, cuộc sống sung túc, đầy đủ, có lộc ăn uống, cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này được hưởng phúc lộc của tổ tiên, gia sản thừa kế dồi dào, được bề trên phù hộ giúp đỡ. Khi nhỏ được bố mẹ, anh chị em che chở, bao bọc, lúc trưởng thành được bạn đời chăm sóc, bảo vệ, không phải sống vất vả, có của ăn của để. Là người thích tự lập, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường sống. Tuy nhiên, người này lại có phần cao ngạo, nhưng khi tin tưởng ai thì rất nghe lời người đó, hậu vận an nhàn, thảnh thơi. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 2. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này có phần hơi nhút nhát, tuy bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Người này đối nhân xử thế khéo léo, tính tình nho nhã lại phóng khoáng, cởi mở, nên được nhiều người yêu quý, kính trọng, được quý nhân giúp đỡ, anh chị em trong nhà yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Người này có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, con đường công danh sự nghiệp tuy không được quyền cao chức trọng nhưng ổn định và vững chắc. Nhiều lúc gặp khó khăn nguy hiểm tưởng chừng như khó vượt qua nhưng vẫn may mắn và bình an. Vận mệnh người này tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn được hạnh phúc, an nhiên, thời trẻ khó có được công việc mình yêu thích. Chịu khá nhiều vất vả nhưng họ luôn chăm chỉ học tập, phấn đấu hết mình, nên về sau cũng được ổn định và an nhiên. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người này hay gặp phải tang môn, đi đến đâu cũng gặp chuyện tan tóc. Người tuổi này có vận mệnh lận đận, hẩm hiu, có duyên với cửa Phật. Con người này biết giữ tâm tính lương thiện, không ganh đua tham lam, biết phấn đấu thì về già sẽ có cuộc sống phúc lộc,
an nhàn. Người này thường là người nhát gan, hay sợ hãi, thiếu chính kiến, tuy là con người yếu đuối nhưng cũng lương thiện, dễ mũi lòng. Cuộc đời phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, họ là những người coi nhẹ vật chất, chán ghét khi phải sống trong cuộc đời xô bồ, gian dối, họ thường có xu hướng nương nhờ cửa Phật. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, người này có cuộc sống bình thường, không có nhiều bổng lộc, cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, tài sản không có nhiều. May thay có xuân phong quá vũ, gió xuân quá thành mưa, trời quang mây tạnh, sẽ gặp được người yêu thương mình. Tuy cuộc đời nhiều vất vả nhưng con đường tình duyên gặp được ý trung nhân sẽ được san sẻ đi bớt phần nào, nửa kia sẽ giảm bớt giận hạn và tương trợ, giúp đỡ nhiều điều trong cuộc sống. Vận mệnh người này khá vất vả, tiền bạc chỉ đủ chi tiêu, cũng không được hưởng nhiều lộc từ bề trên, anh em trong nhà tình cảm không quá thân thiết. Ra ngoài đời cũng không được gặp quý nhân hỗ trợ nên sự nghiệp khó thành. Nếu sinh vào giờ tốt sẽ được giảm bớt vận hạn. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang chủng, người này phải chạy ngược chạy xuôi bôn ba vất vả, là người tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, nhiều lúc còn quên ăn quên ngủ. Hễ thấy công việc hái ra tiền thì không ngại khó khăn và dốc hết sức lực làm việc. Người này chăm chỉ làm việc nên cuộc sống no đủ, sung túc, thậm chí trở nên giàu có, là người có tính cách tự lập cao, mong muốn điều gì luôn cố làm bằng được, phúc lộc tự chính tay mình tạo ra. Cuộc đời hậu vận an nhàn, hưởng phúc, người này tuy số kiếp hơi vất vả nhưng được hưởng vinh hoa phú quý, họ không được gia đình giúp đỡ nhiều, cũng chẳng có nhiều phúc lộc từ bề trên, song nhờ vào trí thông minh hơn người, ý chí quyết tâm phấn đấu không ngừng nghỉ nên có được sự nghiệp vững chắc và phát triển. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí tốt đẹp, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tươi, người này có tính tình nhiệt huyết, sục sôi, có sức khỏe tốt, người này đi lên từ hai bàn tay trắng, cực khổ để xây dựng sự nghiệp, tổ tiên phúc lộc mỏng manh, không có tài sản thừa kế gì nhiều. Anh em gia đình không giúp đỡ được nhiều, tất cả phải tự mình gánh vác khó khăn, tự lực vượt qua sự nệp, gây dựng được đều do chính sức mình. Tính tình người này nghiêm nghị, ý chí quyết tâm cao, độ nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ không dễ bị chi phối bởi mọi thứ xung quanh. Cộng thêm việc ra đời được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp từ đó cũng gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, hoa trái dồi dào, đây cũng là mùa để thu hoạch. Người này có tính tình phóng khoáng, khoan dung, là người có thể gánh vác được những vấn đề lớn lao, tính cách cương nghị. Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn giữ lòng tự trọng, cái tôi của những người này rất lớn, cho dù cơ cực đến bao nhiêu cũng không cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Cuộc đời của những người này có nhiều khó khăn, song được hưởng phúc lộc trời ban nên có thể dễ dàng vượt qua. Người này cần phải luôn giữ vững tâm lý bình tĩnh, tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, tránh để tiểu nhân hãm hại. Người này được hưởng nhiều phúc đức của tổ tiên, để lại gia sản giàu có, được thừa kế tài sản đồ sộ, sự nghiệp được bố mẹ và anh em giúp đỡ, trong nhà anh em hòa thuận, vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc. Người này có số hưởng, cuộc đời không phải chịu nhiều vất vả nhưng vẫn sung túc, giàu sang. Tháng 7 âm lịch được xem là tháng sinh đại cát của những người tuổi Canh Tý. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, vận mệnh của những người này vô cùng tốt, số phận giàu sang phú quý, những người này có tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt và có chút cao ngạo, người này có cuộc sống sung túc, hiển vinh, trong cuộc đời có nhiều quý nhân phù trợ, sự nghiệp gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Họ là những người chăm chỉ làm ăn, tu tâm dưỡng tính sẽ làm nên đại nghiệp, người này được hưởng nhiều phúc đức từ tổ tiên, được bố mẹ ở cạnh giúp đỡ, có tài cao trí lớn, được nhiều người trọng vọng. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người này tính tình trầm ổn, sống nội tâm, không thích chốn tụ tập đông người, không thích mình nổi bật trước đám đông. Là những người có lộc, cơm áo đầy đủ, tuy nhiên, họ thiếu quyết đoán nên khó làm được việc lớn, cuộc đời của người này bình an và hạnh phúc, an nhiên đến cuối đời. Người này thường không có tài ăn nói, dễ gây ra hiểu nhầm dẫn đến mâu thuẫn, họ cũng là người không có nhiều bạn bè, an phận thủ thường, người này ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích ở một mình, tuy nhiên, phúc là thiên luận, gia đình êm ấm, nữ có được tấm chồng tốt,
nam cưới được hiền thê. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông, vào vụ mùa thu hoạch hết, chim chóc khó kiếm ăn nên người này thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Họ cũng có nhiều mong muốn và mơ ước, nhưng lại không kiên trì để thực được nó. Cuộc sống của những người này có phần bấp bênh, không giỏi chi tiêu quản lý tài chính, có vốn nhưng không có bản lĩnh để đầu tư kiếm lời. Vận mệnh người này không được tốt cho lắm, cuộc sống hẩm hiu, bấp bênh, không được hưởng nhiều phúc lộc của tổ tông, cũng không được nhận sự giúp đỡ từ gia đình. Cuộc đời gặp khó khăn nhưng không phải là đại nạn, có thể dễ dàng vượt qua. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, người này khởi nghiệp khá muộn so với những người cùng tuổi nhưng gặt hái được nhiều thành công. Người này cũng không được hưởng nhiều phúc lộc của tổ tiên, bố mẹ cũng không giúp đỡ được nhiều, chủ yếu dựa vào sức lực của mình. Nhìn chung, cuộc đời của họ bình ổn, không gặp đại nạn, sự nghiệp vững chắc, hưởng phúc thái bình. Người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, rơi vào tiết Tiểu Hàn, mọi người tất bật chuẩn bị đón năm mới nên những người này được hưởng lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, vận mệnh của người này khá tốt, bình an, sống đến cuối cuộc đời. Sự nghiệp phát triển thịnh vượng là nền tảng vững chắc cho con cháu đời sau, vợ chồng tình cảm nồng nàn, hạnh phúc. Những người này lúc khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng vượt qua được. Người này tư chất thông minh, lương thiện, tấm lòng bao la. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch này dự báo, thời điểm này có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Canh Tý, bởi những bước đi của bản mệnh sẽ tác động trực tiếp đến thành quả mà bạn sẽ nhận được vào cuối năm 2024 này. Trong tháng 9 âm lịch này, bản mệnh sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mới trong sự nghiệp. Cho dù bạn đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay đang bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, bạn cũng sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Xét về mặt tài lộc, tháng 9 âm lịch là mùa thu hoạch của tuổi Canh Tý. Trong giai đoạn này, bạn có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ hoặc một số cơ hội đầu tư có giá trị. Con giáp này nên duy trì sự tỉnh táo và ổn định trong quản lý tài chính. Trên phương diện tình cảm, trong tháng 9 âm lịch, các mối quan hệ của tuổi Canh Tý cũng có một số thay đổi. Người độc thân có cơ hội kết bạn mới hoặc phát triển mối quan hệ với người bạn thân mến. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn sẽ có những cuộc trò chuyện sâu sắc giúp giải quyết khúc mắc và hàn gắn rạn nứt từ trước đó. Về phương diện sức khỏe của bản mệnh, trong tháng 9 âm lịch này không có vấn đề nào phải lo lắng, song những tác động từ môi trường, thời tiết, công việc bận rộn, điều này vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Bạn nên tăng cường vận động thể chất, duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể luôn khỏe mạnh. Và tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, bước sang tháng 9 âm lịch này, con đường công danh của người tuổi Canh Tý khá lý tưởng. Các cát tinh tả phù và chính ấn dự báo, con giáp này làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ, các khí dây quanh, mọi dự định đều được hoàn thành như mong muốn ban đầu. Cho dù bản mệnh đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay đang bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, thì bạn cũng sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Dù hung tinh thiên cẩu vẫn sẽ mang đến một vài thách thức nhất định, nhưng cơ hội để bản mệnh bứt phá cũng không ít. Bạn có thể nắm bắt cơ hội trong tháng 9 âm lịch này để dũng cảm thực hiện những bước đi của riêng mình, thử những cách làm việc mới hoặc tìm kiếm đối tác mới. Sức sáng tạo của bạn chưa bao giờ ngừng, chỉ cần thêm một chút táo bạo và chủ động thì bạn sẽ mở ra cho mình những hướng đi rất sáng. Tháng này sẽ là thời điểm thích hợp để người tuổi Canh Tý đạt được những đột phá. Điều quan trọng mà tuổi Canh Tý cần lưu ý là việc duy trì giao tiếp tốt trong quá trình làm việc nhóm. Điều này sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn khiêm tốn. Hãy xin lời khuyên từ cấp trên hoặc người đi trước nếu có điều gì không hiểu. Điều đó sẽ giúp bạn khắc phục những khó khăn trong công việc, đạt được kết quả tốt.
đồng thời rèn luyện bản thân và tích kinh nghiệm. Tháng này bản mệnh cũng sẽ có một số cơ hội đi công tác, người tuổi Canh Tý có thể được mở mang và trải nghiệm nhiều hơn. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng bản mệnh cũng sẽ nhận thấy năng lực của mình và nhanh chóng được thể hiện. Nhìn chung, thời điểm này bạn nên làm việc nghiêm túc và tập trung, bởi những bước đi của bạn sẽ tác động trực tiếp để đến thành quả bạn nhận được vào cuối năm nay. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, tài chính trong tháng 9 âm lịch này của người tuổi Canh Tý khá tốt, dù là chính tài hay thiên tài thì cũng đều có thu hoạch rõ rệt. Điềm báo tử vi cho thấy, trong giai đoạn này, bản mệnh có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ hoặc một số cơ hội đầu tư có giá trị. Tháng này tương đối thuận lợi cho những người làm ngành bán hàng và kinh doanh vì có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn. Hầu hết nhân viên văn phòng vẫn nhận được mức lương như trước, không tăng cũng không giảm, nhưng vẫn sẽ có những khoản hoa hồng phụ cấp nhờ biểu hiện chăm chỉ và nổi bật của bạn. Con giáp này nên duy trì sự tỉnh táo và ổn định trong quản lý tài chính, tránh các khoản đầu tư có tính rủi ro cao, xử lý các giao dịch tài chính với người khác một cách cẩn thận. Một số cơ hội đầu tư tốt có thể cần nhiều thời gian hơn để xem xét và chuẩn bị, nhưng cuối cùng cũng sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Bạn chớ nên chạy theo xu hướng nhất thời, càng không nên mù quáng làm theo người khác mà không có kiến thức căn bản, kẻo mất tiền như chơi. Điều quan trọng nhất đối với người tuổi Canh Tý là kiểm soát kỳ vọng của bản thân và tránh bị lòng tham che mờ mắt. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch này nhận thấy có sự xuất hiện của nguyệt lệnh lâm mộc dục, báo hiệu những thay đổi tích cực trong đời sống tình cảm của tuổi Canh Tý. Người độc thân có cơ hội kết bạn mới hoặc phát triển mối quan hệ với người bạn thân mến. Đối với những người đã có gia đình, tháng này vợ chồng bạn sẽ có những cuộc trò chuyện sâu sắc. Điều này sẽ giúp giải quyết khúc mắc và hàn gắn rạn nứt từ trước đó. Ngoài ra, hãy lưu ý đến sự thay đổi tâm trạng thất thường kẻo dẫn đến hiểu lầm. Bản mệnh hãy chú ý đến các mối giao tiếp hoặc cảm xúc không ổn định. Hãy sống lý trí và bao dung. Điều này sẽ góp phần mang lại sự ổn định và hài hòa cho đời sống tình cảm của bạn trong tháng 9 âm lịch này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 9 âm lịch 2024. Nhìn tổng thể trong tháng 9 âm lịch này thì tuổi Canh Tý không có vấn đề nào phải lo lắng, song những tác động từ môi trường, thời tiết hay công việc bận rộn vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này có thể bị cảm lạnh hoặc dị ứng. Bạn nên tăng cường vận động thể chất, duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi khoa học để cơ thể luôn được khỏe mạnh. Đồng thời, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp để nâng cao sức đề kháng. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe và tinh thần của mình để duy trì thái độ lạc quan, tích cực với cuộc sống. Điều này sẽ hữu ích hơn trong việc đối phó với nhiều thử thách khác nhau. Với những người tuổi Canh Tý mắc bệnh mãn tính, hãy nhớ tái khám lại thường xuyên, uống thuốc đầy đủ và nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Canh Tý biết nhìn nhận lại để kiểm điểm bản thân và khắc phục những điểm chưa tốt của mình. Bản mệnh dũng cảm hỏi ý kiến của những người đi trước và nhận được những lời khuyên quý giá. Ngày mùng 07 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Canh Tý có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, được nhiều đồng nghiệp và bạn bè xung quanh tôn trọng. Một số người có thể nhận được quyết định thăng chức tăng lương. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Canh Tý xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển tốt đẹp theo đúng dự kiến. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh biết được khách hàng cần gì nên luôn đi trước một bước, thậm chí trở thành người tiên phong trong một lĩnh vực nào đó. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, thậm chí tìm ra điểm mạnh của bản thân và phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh tạo dựng được lòng tin cho khách hàng. Bạn không cần phải quá phô trương, chỉ cần cung cấp cho khách hàng những mặt hàng với chất lượng tốt và mức giá hợp lý thì người mua chắc chắn sẽ quay lại.
ngày 15 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, chỉ cần người tuổi Canh Tý nghiêm túc với công việc của mình thì mọi việc sẽ dần dần vào guồng, nhiều rắc rối giảm bớt, bạn có thể yên tâm hơn rồi. Ngày 20 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, khả năng của bạn có thể phát huy được ở mức tối đa, bạn vẫn có thể gây ngạc nhiên và tạo được ấn tượng với người khác, ngay cả khi bạn thực hiện những công việc quen thuộc nhất. Bạn có thể thử kinh doanh thêm một vài mặt hàng mới, sẽ có cơ hội thu hút thêm một lượng khách hàng mới nữa và đem về nguồn thu nhập khá triển vọng cho bản thân. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Bản mệnh hãy trao đổi tâm sự những khó khăn của mình với nửa kia, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời có thể người đó sẽ đưa ra được những hướng giải quyết phù hợp, giúp bạn vượt qua khó khăn. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên lượng khách hàng ngày càng đông đúc, có thể bạn sẽ phải bận rộn một chút, song khoản tiền kiếm được sẽ đem tới cho bạn thêm nhiều động lực. Quý khán giả thân mến, và ngay sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Tuần này, nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp, sự nghiệp của tuổi Canh Tý phát triển thuận lợi, bản mệnh sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí trở thành tấm gương đáng ngưỡng mộ. Đây còn là một tuần thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư, bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, lợi nhuận sẽ đổ vào túi bạn nhanh chóng nhờ các mối quan hệ xã giao rộng rãi ấy. Tuy nhiên trong tuần này, thổ khắc thủy cho thấy chuyện tình cảm trong gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt, đừng lấy lý do là mình đã quá vất vả để bỏ lỡ việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy thì bản mệnh cũng hãy nên dành thời gian cho những người thân yêu, bởi tình cảm mới là điều đáng quý nhất trên đời này. Xem tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Tuần này được cục diện tam hợp che chở, vận trình của người tuổi Canh Tý có nhiều khởi sắc đáng kể ở nhiều phương diện, nhờ vậy, tinh thần bản mệnh cũng thoải mái và phơi phới hơn hẳn. Hầu hết các hạng mục công việc đều được giải quyết ổn thỏa và gọn gàng, năng suất được đảm bảo. Thực thần xuất hiện trong tuần này còn giúp con giáp này gặp nhiều thuận lợi trong công việc, bản mệnh có lục trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nhờ biết cách xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, lời cho việc làm ăn. Có điều bạn cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh nghe lời dụ dỗ mà đầu tư mù quáng. Về chuyện tình cảm trong tuần này, quả sinh thổ cũng giúp con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia của mình. Vợ chồng bạn luôn quan tâm đến việc vun vén mối quan hệ bằng cách trò chuyện trao đổi với nhau, vì thế mà gia đình mình luôn đạt được sự hòa thuận và đồng lòng. Xem tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này do tác động từ cục diện tương hại, người tuổi Canh Tý có một tuần không mấy thuận lợi. Con giáp này bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng hơn hẳn thường ngày. Bạn sẵn sàng gay gắt với đồng nghiệp vì những vấn đề nhỏ nhặt, khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, khiến tiến độ công việc bị ảnh hưởng ít nhiều. Hung tinh này có thể còn khiến vận thế tài lộc của bản mệnh có phần giảm sút do tiểu nhân cạnh tranh, bắt bẻ. Công việc kinh doanh buôn bán trong tuần này, bạn nên cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, tránh tính chuyện đầu tư trong thời điểm này. Tuần này thổ khí dượng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng lao lực. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, bạn cần ngừng lại để nghỉ ngơi ngay. Xem tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Tuần này, với sự xuất hiện của thực thần, người tuổi Canh Tý có điểm báo rất dưỡng tài, vận khí tốt lành, bạn đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới. Chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển, bản mệnh lại làm ăn có uy tín, chân thật nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn. Công việc của bản mệnh trong tuần này không có điều gì đáng lo ngại khi mọi kế hoạch đều tiến triển tốt đẹp. Bạn làm việc hăng say và nghiêm túc, cống hiến hết mình nên sẽ nhận lại những gì xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Về chuyện tình cảm trong tuần, ngũ hành quả sinh thổ,
mối quan hệ trong gia đình của bản mệnh khá hài hòa, dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được tháo gỡ, tạo cơ hội để đôi bên xích lại gần nhau hơn. Người độc thân vẫn rất lạc quan và tích cực trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp. Tiếp theo chương trình sẽ là cẩm nang dượng dận cho tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: công danh sự nghiệp lý tưởng, tài lộc khá tốt, có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ, đầu tư có giá trị. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu bạc và màu xám. Con số may mắn 70, 92 và 36. Quý khán giả thân mến, để cho công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Canh Tý sinh 1960 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp thì ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi. Tuổi Canh Tý với tuổi Tý. Nếu cùng phối hợp làm ăn, hai người tuổi Tý sẽ tạo nên một tập thể vững chắc. Nhờ sự thông minh và sâu sắc của cả hai, tuổi Canh Tý sẽ làm việc chăm chỉ và tạo động lực cho nhau. Nhưng tốt hơn hết, họ nên chọn công việc tận dụng được tư duy logic, ví dụ như công việc trong ngành luật hoặc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Tuổi Canh Tý với tuổi Sửu. Khi tuổi Canh Tý và tuổi Sửu cùng nhau làm ăn, họ sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhau. Tuổi Sửu sẽ là nhân vật chủ chốt vì rất cần mẫn và chịu khó. Còn tuổi Canh Tý sẽ hỗ trợ tuổi Sửu bằng cách tận dụng trí thông minh của mình. Tuổi Canh Tý đảm nhiệm rất tốt vai trò của người đàm phán hoặc gặp gỡ khách hàng. Tuổi Canh Tý với tuổi Dần. Tuổi Canh Tý và tuổi Dần khá hợp nhau trong chuyện hợp tác kinh doanh. Tuổi Dần mạnh mẽ và luôn thích vị trí dẫn đầu, nên hổ rất thích hợp trở thành người nắm chủ chốt. Còn tuổi Canh Tý nhanh nhẹn, tháo giác, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Canh Tý khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình. Đa số những công việc nào giao cho tuổi Canh Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Cả hai phối hợp khá ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nhưng lưu ý là cả hai phải phân biệt rõ ràng, rạch ròi xem ai là người đứng đầu, ai là người cầm cán, ai là người hỗ trợ, nếu không sẽ nảy sinh nhiều vướng mắc, xung đột. Một điều chú ý là khi hợp tác với nhau trong kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Dần nên phân chia rõ ràng vị trí đứng đầu, nhiệm vụ cụ thể của từng người, như vậy mới đạt được thành công. Tuổi Canh Tý với tuổi Mão. Trong kinh doanh thì tuổi Canh Tý và tuổi Mão sẽ hợp tác vô cùng ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nếu có tranh cãi xảy ra thì tuổi Canh Tý luôn là người bắt đầu trước, vì tuổi Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn tuổi Canh Tý, hiểu rõ tính tình, vai trò và tầm quan trọng của tuổi Mão, nên tuổi Canh Tý không bao giờ làm gì để vượt qua giới hạn, thế nên quan hệ đối tác, cộng sự rất bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Canh Tý tỏ ra không biết điều, tuổi Canh Tý luôn hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Canh Tý với tuổi Thìn. Trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Thìn rất hợp nhau, vì tuổi Canh Tý và tuổi Thìn hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Tuổi Canh Tý khôn ngoan và mưu trí, giúp tuổi Thìn có thể phát huy được hết khả năng và bản lĩnh của mình. Giữa họ cũng ít khi xảy ra vấn đề về xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh tuổi Canh Tý và tuổi Thìn luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Canh Tý thông minh và nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có nét dũng mãnh cộng với sự thông minh của tuổi Thìn cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên và hài hước, không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Tuổi Canh Tý với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh họ cũng rất hợp, họ chỉ có vấn đề khi tuổi Tỵ muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tỵ rất nhanh chán, những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả. Nhưng tuổi Canh Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Canh Tý, còn tuổi Canh Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Canh Tý với tuổi Ngọ.
Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Canh Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Canh Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời giúp đỡ người tuổi Canh Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Canh Tý với tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Canh Tý và tuổi Mùi tuy không cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ, trao dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Canh Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của tuổi Canh Tý. Tuổi Canh Tý với tuổi Thân. Khi là đối tác kinh doanh, cả hai con giáp này đều năng động. Tuổi Canh Tý và tuổi Thân cùng chung quyền lực. Trong khi tuổi Canh Tý có cái đầu sắc sảo trong làm ăn và kiếm tiền, thì tuổi Thân cũng thích được nắm quyền lực trong tay. Điều thú vị là tuổi Canh Tý đủ khôn ngoan và khéo léo để cho tuổi Thân cảm thấy cũng đang nắm quyền. Nhìn chung, mục tiêu của tuổi Canh Tý và tuổi Thân đều giống nhau, vì vậy họ dễ dàng hòa nhập để cùng phát triển. Tuổi Canh Tý với tuổi Dậu. Khi là đối tác làm ăn, khi hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý, họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Canh Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh thì rất biết tính toán. Điều này làm tuổi Dậu tâm phục, khẩu phục, vì vậy họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển tuổi Canh Tý với tuổi Tuất. Trong kinh doanh, vì đều là những con vật chăm chỉ, có chí tiến thủ nên khi hợp tác với nhau trong kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Canh Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Tuất sẽ có lúc không cảm thấy hứng thú, vì cả hai tuổi có những quan điểm không giống nhau, cộng thêm cả hai cũng không có năng lực kinh doanh, vì vậy thất bại rất dễ xảy ra. Tuổi Canh Tý với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Canh Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Canh Tý thật kiêu ngạo và khoa trương. Giới quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn đấu tranh. Quý khán giả thân mến, những nút thắt gây ra phiền não cho con người là những nút không thể mở ra được nên rất phiền phức và đau đớn. Chỉ khi tháo được thì đời người mới đỡ khổ. Đức Phật nói, nếu tháo được chính nút thắt gây ra phiền não này, đời sẽ đỡ vất vả. Một là nút thắt tham lam. Nút thắt của lòng tham có thể dẫn đến điều gì? Tham lam chính là một trong chính nút thắt gây ra phiền não cho con người mà nhiều người vẫn mắc phải. Người mang nút thắt này không thể từ bỏ những gì mình muốn và quan tâm rất nhiều đến nó để đạt được điều mình muốn. Bạn sẽ làm bất cứ điều gì và dùng mọi cách, mọi thủ đoạn. Vì vậy, bạn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối và đặt nền móng cho rất nhiều rắc rối trong tương lai. Hai là tâm sân hận. Sân hận là nút thắt gây ra phiền não cho con người. Có ba loại sân hận. Thứ nhất là sân hận người và chúng sinh. Thứ hai là sân hận những vật gặp phải. Thứ ba là sân hận hoàn cảnh. Có người luôn cho rằng, có người đã khiến mình trở nên như vậy, nên nghiến răng nghiến lợi muốn trả thù người khác. Đây chính là hận thù người khác. Có người không thể nghĩ tới vấn đề mình đang gặp phải, thậm chí không muốn sống nữa. Đây là sự căm ghét sự vật. Có người đã trải qua chuyện gì đó đau đớn. Từ đó trở đi, họ không chỉ ghét nơi xảy ra sự việc mà còn ghét những người ở nơi đó. Đây là sự sân hận đối với một hoàn cảnh, địa điểm cụ thể. Loại cảm xúc này có thể khiến con người làm nhiều điều phi lý và liều lĩnh. Nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt những cảm xúc tiêu cực khác như bất an, tức tối, mặc cảm, tuyệt vọng. Ba là lòng kiêu ngạo. Một số người chỉ vượt trội hơn người khác ở một số mặt đã dội cho rằng mình hơn người khác về mọi mặt, tự mãn ăn nói và cư xử kiêu ngạo. Tôi thông minh hơn anh ta và giỏi hơn anh ta. Bạn thấy đấy, anh ta ngu ngốc và không biết gì cả. Điều này không chỉ gây khó chịu cho mọi người mà còn hạn chế sự phát triển của bạn. Bạn có thể phát triển trong tương lai hay không phụ thuộc vào việc bạn có tấm lòng khiêm tốn hay không. Nếu bạn kiêu ngạo và mất đi nhận thức về lẽ phải và trí tuệ, thì sẽ có ma quỷ điên cuồng xâm nhập vào tâm hồn bạn.
Khiêm tốn là nền tảng của mọi việc tốt và kiêu ngạo là nguyên nhân dẫn đến việc ác. Theo quan điểm Phật giáo, do kiêu ngạo, ích kỷ, thiếu hiểu biết mà nhiều chúng sinh thường đoạn ngắn trong cõi người, cõi trời và ở lại cõi ác. Đức Phật dạy tất cả chúng sinh phải tránh xa vô minh, kiêu ngạo và ích kỷ để được tiến vào cõi sống tốt đẹp, nhờ đó giữ cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi ác là địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ. Một số người cố chấp khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, luôn tự cho mình là tốt, lòng tự cao, tự đại, không thấy ai hay điều gì cao hơn mình. Đôi khi họ có xu hướng tự thu mình và tự lừa dối bản thân, trong khi những người quá chú trọng làm nổi bật bản thân lại đề cao quá mức khả năng và tài năng của mình. Để bớt kiêu căng, ngạo mạn, ta phải học được đức tính khiêm nhường. Phải khiêm nhường thì việc tu hành mới có thể trở nên tiến bộ. Hãy học cách kiềm chế lời nói ngôn ngữ của mình. 4 là tâm vô minh. Bonaparte từng nói, khi làm việc gì cũng phải tránh xa 4 hành vi phi lý, nếu không bạn sẽ phạm sai lầm. 4 loại hành vi phi lý là gì? Hành động sai trái dựa trên lòng tham, tức là hành động theo cảm tính. Hành động ngược với sân hận, tức là hành động bằng ý chí và tinh thần chiến đấu. Hành động ngược do vô minh, tức là hành động mê mờ. Hành động ngược vì sợ hãi. Quá đa nghi, cái gọi là hành động một cách mù quáng mà không quan sát được hình tướng thực sự của sự vật. Những người như vậy chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Đây là điều mà Đạo Phật gọi là vô minh. 5 là sai sót về quan điểm sống. Người đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhất định sẽ trở thành người được dân kính trọng. Người đặt lợi ích tập thể hàng đầu chắc chắn sẽ trở thành người được gia đình, người thân, bạn bè kính trọng. Người đặt lợi ích của mình lên hàng đầu sẽ được người khác yêu thương. Phạm vi xem xét của bạn càng rộng thì số người sẽ tôn trọng và ủng hộ bạn vì lợi ích càng nhiều. Không nhận biết kết quả của việc làm thiện và tích đức, không tin vào nhân quả, không tin vào đời, quá khứ và vị lai, không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác báo gọi là tà kiến. Cuộc đời này có được thì ác có mất ác sẽ được. Nếu bạn muốn được yêu thương thì trước hết hãy yêu thương người khác. Muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ. Muốn thành công thì phải biết giúp người khác tiến lên. Giúp đỡ người khác chính là bạn đang gieo trồng hạnh phúc cho mình. 6 là tự cho mình là nhất. Mọi điều bạn nói và câu trả lời cho những câu hỏi bạn nghĩ đến đều phải có hoặc không, kể cả giá trị, quan điểm hành vi của bản thân. Không ai được phép đưa ra bất kỳ ý kiến hay phản đối nào khác. Kiểu xem mọi thứ về bản thân mình là tuyệt nhất, tự xem bản thân như người giỏi nhất, không ai được cãi lại. Kỳ thực kiểu người này cũng có suy nghĩ tương đương với thành kiến. Vì bên trong không có gì nên phải giả vờ có gì đó ở bên ngoài để người ta sợ mình. Nếu người nào sống mà kiêu căng, ngạo mạn, người đó thiếu đi sức hút và gây ác cảm cho những người xung quanh. Người nào sống mà không có hoài bão lớn lao, không dám ước mơ đạt đến đức hạnh. Tính chất siêu diệt của các bậc thánh, người này cũng thiếu hẳn một tính chất của con người. Chính kiểu tính cách cho mình là nhất này sẽ khiến con người trở nên cố chấp, chấp nhặt, và điều này sẽ khiến cuộc sống về sau có nhiều khổ đau. Chuyện hơn thua nhau là chuyện bình thường. Ở trên đời có khi ta hơn người, có khi người hơn ta. Sự khoái trá đó gây cho người ta cảm giác hạnh phúc. Nhiều người còn bị ảo tưởng là mình vượt hơn người khác, trong khi thật sự thì thua kém rất nhiều. Con người phải biết học hành, khiêm tốn và chân thực. Nếu học cao hiểu rộng mà khinh khi những người xung quanh, tự chúng ta sẽ chuốc lấy nỗi khổ, mất đi dần hào quang. 7 là nuốt thắt nghi ngờ. Xin hãy nhớ rằng, bạn không được mắc căn bệnh nghi ngờ trong cuộc sống của mình. Một khi bạn bị nhiễm bệnh, bạn sẽ không bao giờ vui vẻ hay hạnh phúc nữa. Loại bệnh này có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, chồng vợ, bạn bè, trường học, lãnh đạo và xã hội. Một khi loại nghi ngờ này được thiết lập thì bạn sẽ bị mất lòng tin với tất cả những người xung quanh, chỉ tin mỗi bản thân, ai nói gì cũng phủ nhận. 8 là nuốt thắt ghen tị. Tâm lý này là yếu tố cơ bản nhất gây ra sự bất hạnh của chính mình. Thế giới rộng lớn như vậy, tại sao chỉ mình tôi làm được việc này mà người khác lại không làm được? Khi bạn theo đuổi hạnh phúc và niềm vui thì bạn cũng phải để người khác theo đuổi hạnh phúc và lợi ích nữa chứ. Hơn nữa, hôm nay bạn sẽ nhận được nhiều hơn, ngày mai người ấy sẽ nhận được nhiều hơn, ngày mốt bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Đây là chuyện đến rồi đi và không tuyệt cố định. Vì vậy là người, bạn phải có tư tưởng cởi mở và không được hẹp hòi. Nếu khôn, gờ cuộc sống của bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Phật dạy không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin vào cuộc sống. Chính mình ngờ vực khi được đối xử tốt,
ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Dù ở gì thế nào thì con người vẫn bình đẳng như nhau, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, không thể so sánh ai cao ai thấp. Nhưng nếu như ai đó cảm thấy ghen tị tức là họ đã tự hạ thấp mình trước người khác, chính là keo kiệt. Thực tế, nếu mọi người muốn nhận được nhiều hơn, họ phải học cách cho đi. Nếu bạn miễn cưỡng buông bỏ cái này hay cái kia thì sẽ không được cái gì cả. Khi ai đó làm từ thiện cho người khác thì họ sẵn lòng làm, nhưng thì việc đó ở trước mặt bạn thì họ lại không muốn từ bỏ, vì bạn không thể buông anh ấy ra được. Vì vậy, chúng ta phải học cách thoát khỏi tính keo kiệt này. Học đạo Phật không phải là để được cái gì mà là để học cách buông bỏ. Vì vậy, trước hết chúng ta phải siêng năng bố thí để bỏ thói tham lam. Người trong tâm lúc nào cũng tham lam, keo kiệt, thì nghèo khó sẽ không bao giờ rời xa. Không làm việc thiện, không có phúc đức thì sớm muộn cũng hết phước, gặp nhiều tai họa. Bố thí không phải tính số lượng vật chất mà tính bằng tấm lòng chân thành. Cho nên dù không có một xu, bạn vẫn có thể bố thí và nhận được phước lành lớn lao. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất.